Hello, mấy anh em mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là giới thiệu về con game Metal Slug. Hồi nãy mình làm video bị lỗi, nó bị mất âm thanh. Bây giờ mình làm lại. Thì con game này là chính thức là sẽ ra mắt vào ngày 22 tháng 8 vào lúc 9 giờ sáng. Thì sau gần một tháng delay thì đáng lẽ ra là ngày 22 tháng 7 là sẽ ra mắt, thì ra chung dịp với sinh nhật của One Punch Man. Nhưng mà đợt này thì bị sự cố gì không biết, nhưng mà delay tới ngày 22 tháng 8 mới ra mắt được ở thị trường Việt Nam. Thì con game này là về cơ bản là cốt truyện của nó là giống y chang như là con game Bịt Kích Lùn phần 1. Thì khi mà mấy anh em vô chơi thì nó sẽ có phần cốt truyện, và lần này là nó sẽ có tính năng PvP và PvE. Thì chắc chắn rồi, game của Vinagame ra thì không bao giờ có game offline đâu, toàn bộ là game online hết. Và hầu như là ra game online thì nó sẽ mới có được chế độ hút máu. Thì khi mà ra server thì chúng ta sẽ hẹn gặp anh em ở server 1 nha. Tôi thì tôi sẽ chơi server 1 ngày mai, thì mấy anh em nào à tham gia thì chúng ta có thể vô server 1 rồi rồi đàm đạo với nhau sau. Đấy, thì tiếp theo nữa là về phần website. Thì khi mà về phần web á, thì mấy anh em sẽ lên trang web là của game là Metal Slug. Nhưng mà cái web này nó hơi khó bấm, một cái nó là sẹt BRELL rồi Metal Slug Winner Game. Thì trên cái trang web này thì mấy anh em sẽ có thông tin nè về phần quà nè, thưởng nè, rồi mời bạn nè, rồi mấy anh em sẽ nhận code, hầu như là code sẽ nhận hết toàn bộ móc ở trên đây. Thì mấy anh em tham gia trên web coi thông tin nè, cộng đồng YouTube nè, fanpage và giới thiệu nhân vật, và ngoài ra là các tính năng khác, thì sau này khi mà vô game thì mấy anh em sẽ cập nhật rõ thông tin hơn. Đấy, thì con game này tại sao tôi chơi con game này thêm, tại vì hiện giờ chơi con One Punch Man đó, nó cũng lâu lắm rồi, trong thời gian nó đang trong giai đoạn căng thẳng cuối kỳ. Thì đợt trong cái giai đoạn cuối thì rảnh thì làm thêm vài con game nữa giải trí cho mấy anh em cuối tuần vào thứ sáu thứ bảy, thay vì làm clip lưu trữ hoặc là cứ chơi đi chơi lại mấy cái bộ môn quyết đấu cân bằng. Đấy, lại ngồi ra là sau này nếu mà nó ra thêm cờ là TFT đó, TFT của phiên bản mobile đó, thì sẽ làm giao hữu mấy trận cờ cho mấy anh em tham gia ở trên trang cộng đồng. Đấy, thì ngồi ra là thông báo với mấy anh em luôn là tôi đã có phần quà giveaway rồi, thì sẽ kéo dài tới ngày 5 tháng 9. Thì mấy anh em nào đăng ký tham gia giveaway thì tôi sẽ mở link, mấy anh em nhớ chú ý tham gia. Rồi, ok, chào mọi người, chúc mọi người một đầu tuần vui vẻ.